Ở chặng đua nước rút của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump liên tiếp gặp những chướng ngại vật không mong muốn. Là nạn nhân của hai cuộc ám sát hụt khiến chiến dịch của ông Trump ít nhiều bị ảnh hưởng và mới đây, ông đã trở lại nơi từng bị bắn để vận động tranh cử. Tuy nhiên, ở lần xuất hiện này, ứng viên Đảng Cộng Hòa lại có những phát ngôn gây sốc về vận đen của mình khi cho rằng đối thủ chính trị muốn sát hại ông. Từng lời nói của ông trong lần xuất hiện này đều khiến chiến dịch tranh cử của ông trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay trở lại thị trấn Butler ở bang Pennsylvania để vận động cử tri, nơi ông từng bị bắn trong sự kiện hồi tháng 7 năm 2024. Theo CNN, tham dự buổi vận động tại Butler ngày 5 tháng 10 năm 2024, cùng ông Trump còn có Thượng nghị sĩ J.D. Vance, người liên danh tranh cử với ông, tỷ phú Elon Musk và gia đình của nạn nhân thiệt mạng trong vụ ám sát hôm 13 tháng 7 năm 2024. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói, "Tối nay, tôi quay lại Butler sau thảm kịch đau lòng để truyền tải một thông điệp đơn giản đến người dân Pennsylvania và người dân Mỹ. Phong trào của chúng tôi để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại đang mạnh mẽ, tự hào, đoàn kết, quyết tâm hơn và tiến gần đến chiến thắng hơn bao giờ hết." Ông Trump cho rằng địa điểm vận động giờ đã trở thành công trình vinh danh lực lượng phản ứng nhanh, sự chống chịu của người dân và sự hy sinh của một người cha đầy yêu thương và tận tụy. Người được ông Trump nhắc đến là ông Corey Comparator, 50 tuổi, nạn nhân trúng đạn trong vụ ám sát hồi tháng 7 năm 2024. Một chiếc áo và mũ bảo hiểm của lính cứu hỏa có tên ông Comparator được treo tại sự kiện để tưởng niệm lính cứu hỏa này. Tất cả người tham gia sự kiện dành một phút mặc niệm cho ông Comparator và ca sĩ Christopher Macchio hát ca khúc Ave Maria. Vợ và các thành viên của gia đình ông Comparator cũng tham dự sự kiện. Trong bài phát biểu sau đó, ông Trump cho rằng các đối thủ chính trị của ông đã cố gắng sát hại ông. Ông Trump nói, trong 8 năm qua, những kẻ muốn ngăn chúng ta đạt được tương lai này đã vu khống tôi, luận tội tôi, truy tố tôi, cố gắng loại tên tôi khỏi lá phiếu và có lẽ còn cố gắng đoạt mạng tôi. Ai biết được, tôi đã không ngừng chiến đấu vì các bạn và sẽ không bao giờ như vậy. Sau vụ mưu sát tại sân golf ở bang Florida hồi tháng 9 năm 2024, ông Trump cho rằng những lời lẽ của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã khiến ông bị bắn. Tuy nhiên, các quan chức vẫn đang điều tra động cơ của hai nghi phạm trong hai vụ việc và không có bằng chứng cho thấy các đối thủ chính trị của ông Trump liên quan gì. Phát biểu tại sự kiện, tỷ phú Elon Musk so sánh ông Biden với ông Trump cho rằng ứng viên Cộng hòa là người mạnh mẽ, vẫn giơ nắm đấm thể hiện quyết tâm ngay sau khi bị bắn. Ông chủ Tesla đánh giá cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là kỳ bầu cử quan trọng nhất cuộc đời và kêu gọi cử tri đi bầu trước lo ngại chưa được xác minh rằng những người không phải công dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu chống lại ông Trump. Cũng tại buổi vận động tranh cử này, ông Trump đã lên tiếng nói về giấc mơ Mỹ. Ông cho rằng giấc mơ này sẽ được thực hiện nếu ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm nay. Từng lời nói của ông về vấn đề này đều thể hiện được rõ năng lực của ứng viên Đảng Cộng Hòa trong việc cải thiện nền kinh tế và cũng là một phần giúp ông lấy được sự ủng hộ từ cử tri. Ngày 5 tháng 10 năm 2024, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng hôm 13 tháng 7 năm 2024. Lần này, ông dẫn theo một số nhà tài trợ giàu sụ, trong đó có tỷ phú Musk, ông chủ hãng ô tô Tesla và mạng xã hội X trước là Twitter, tỷ phú đầu tư John Paulson và nhà đầu tư bất động sản Steve Witkoff. Phát biểu trên khán đài ở Butler, ông Trump chỉ trích phản ứng của chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong nỗ lực cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi bão Helene vừa qua, theo Reuters. Ông cũng hứa hẹn sẽ cải thiện nền kinh tế, tạo thêm việc làm cho lao động Mỹ và giải quyết vấn đề nhập cư lậu ở biên giới với Mexico. Cựu Tổng thống cũng dành nhiều lời khen ngợi cho những nhà tài trợ giàu có của Đảng Cộng Hòa. Và trên hết, ông gọi tỷ phú Musk là minh chứng cho tầm nhìn của bản thân về giấc mơ Mỹ. Ông hứa hẹn nếu trở thành Tổng thống kế tiếp của Mỹ, dân Mỹ sẽ có cơ hội theo đuổi giấc mơ đó. Con cái của các bạn sẽ lớn lên và nói rằng, tôi muốn trở thành Elon Musk, tôi muốn khối tài sản có 200 tỷ USD. Ông Trump nhấn mạnh, đó mới là giấc mơ Mỹ.
Lần đầu sát cánh với ông Trump tại một cuộc meeting, ông Musk cáo buộc Đảng Dân Chủ muốn tước đoạt quyền tự do ngôn luận của dân Mỹ, cũng như quyền sở hữu vũ khí và quyền đi bầu cử của cử tri. Đó là dự báo của vị tỷ phú về nỗ lực của Đảng Dân Chủ thúc đẩy mở rộng quyền bỏ phiếu, siết chặt các biện pháp kiểm soát vũ khí nhằm ứng phó tình trạng bạo lực súng đạn gia tăng. Chưa rõ dựa vào đâu, nhưng vị tỷ phú cũng tiên tri rằng tháng 11 năm 2024 có thể đánh dấu cuộc bầu cử cuối cùng của nước Mỹ nếu Đảng Dân Chủ giành chiến thắng. Đài BBC thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn tại chỗ những người tham gia meeting. Đa số người nói rằng kinh tế, đặc biệt lạm phát, là điều họ lo lắng nhất trước bầu cử. Chúng tôi không được quan tâm, dân thường không đủ tiền mua thức ăn, họ hầu như không đủ tiền đổ xăng. BBC dẫn lời một cử tri tên Jessenia Anderson. Ước tính từ 25.000 đến 30.000 người tham gia cuộc meeting, sự kiện khiến thị trấn Butler bị tắc nghẽn giao thông cả ngày 5 tháng 10. Nhiều người xếp hàng đến 10 giờ liên tục dưới cái nắng gay gắt để mua đồ lưu niệm, ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump. AFP dẫn lời bà Teresa Wilson, cựu quân nhân lính thủy đánh bộ, đã tham gia cuộc meeting hôm 13 tháng 7 năm 2024. Tôi thật sự ngưỡng mộ việc ông tự nguyện quay lại đây và hoàn thành bài phát biểu bị chối bỏ vào lần trước. Sự nhiệt tình của đám đông ở Butler có thể mang đến lợi thế cho ông Trump tại tiểu bang có thể quyết định tổng thống kế tiếp của Mỹ sau ngày 5 tháng 11 năm 2024. AFP dẫn lời ông Trump, nếu chúng ta đoạt được Pennsylvania, chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Cựu tổng thống và chiến dịch của ông dành nhiều thời gian ở Pennsylvania trong mùa bầu cử năm nay. Ngày 10 tháng 10 năm 2024, ứng viên Đảng Cộng hòa sẽ quay lại tiểu bang này với hai cuộc meeting ở Scranton và Reading. Tuy nhiên, ngay sau lời tuyên bố rằng bản thân bị đối thủ chính trị sát hại của Trump, Tổng thống Biden đã vội vàng bày tỏ sự lo lắng về cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Với tính cách của ứng viên Đảng Cộng Hòa, đương kim Tổng thống Biden cho rằng cuộc đua này sẽ không bình yên vì những phát biểu gần đây của ông Trump về kết quả bầu cử là rất nguy hiểm. Ngày 4 tháng 10 năm 2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông tin tưởng cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này sắp tới sẽ được tổ chức công bằng, nhưng ông cảnh báo ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump và người đồng hành của ông có thể từ chối chấp nhận kết quả. Ông Biden bình luận, tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng, tôi không biết liệu nó có diễn ra trong yên bình hay không. Đồng thời, ông cũng cho rằng những phát biểu gần đây của ông Trump về kết quả bầu cử là rất nguy hiểm. Ông Biden nói thêm, điều đáng chú ý là ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa J.D. Vance, phó tướng của ông Trump, đã không xác nhận trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống tuần này về việc sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu vào tháng tới. Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của Tổng thống Biden, ông Donald Trump đang đến thăm một trung tâm ứng phó bão Helene ở Evan, bang Georgia, đã bày tỏ sự lạc quan về một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông Trump nói ngày 4 tháng 10 năm 2024, tôi chỉ có thể hy vọng rằng cuộc bầu cử này sẽ tự do và công bằng. Tôi nghĩ sẽ như vậy ở bang này và tôi hy vọng ở mọi bang điều đó giống như thế. Trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 10 năm 2024, khi được người điều phối hỏi, ông sẽ lại thách thức kết quả bầu cử năm nay không, ngay cả khi mọi thống đốc đều chứng nhận kết quả? Ông Van đáp rằng ông tập trung vào tương lai. Sau đó, ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa nói, hãy xem, ông Trump đã nói rằng có vấn đề vào năm 2020. Có thể thấy rằng, chiến dịch của ông Trump đang khiến nhiều người lo ngại và nếu kết quả bầu cử Mỹ không đúng như ý của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, thì kịch bản tồi tệ nào sẽ xảy ra? Việc ông Trump lên tiếng chỉ trích các đối thủ chính trị muốn đoạt mạng mình cũng chỉ là những lời nói thiếu căn cứ rõ ràng. Và để có thể giành lấy chiến thắng một cách thuyết phục, ông chỉ nên tập trung vào các vấn đề then chốt, chứ không nên mải mê với việc công kích cá nhân. Trong lúc nước Mỹ bước vào tháng cao trào, chuẩn bị bầu cử Tổng thống, phía công tố lại quyết định tung đòn nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Theo thông tin ghi nhận, thẩm phán Tania Chutkan của Tòa sơ thẩm quận Columbia hôm 2 tháng 10 công bố những chi tiết chính hồ sơ vừa được đội ngũ của công tố viên, đặc biệt Jack Smith nộp lên. Đây là bước đi mới nhất của phía công tố sau khi Tòa án tối cao ngày 1 tháng 7 năm 2024 phán quyết ông Trump trên tư cách Tổng thống Mỹ từ năm 2019-2021 có quyền miễn trừ đối với một số hành vi theo cáo buộc can thiệp kết quả bầu cử năm 2020.
Giới quan sát cho rằng, hồ sơ dài 165 trang có lẽ là nỗ lực cuối cùng để phía công tố trình bày đầy đủ những lập luận của mình trước khi ông Trump tranh đấu với Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 năm 2024. Theo Reuters, hồ sơ cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về những chứng cứ được phía công tố thu thập nhằm chứng minh ông Trump, hiện là ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, không nên được hưởng quyền miễn trừ theo phán quyết của Tòa án tối cao trong cuộc bầu cử năm 2020. Nói một cách tóm tắt, đội ngũ của công tố viên Smith cho rằng việc ông Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 là hành vi cá nhân không thuộc phạm trù được hưởng quyền miễn trừ như Tòa án tối cao từng đề cập. Đa số nội dung của hồ sơ tập trung vào Phó Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Mike Pence. Khi ấy, ông Pence đóng vai trò chủ trì phiên họp chung của Quốc hội để xác nhận chiến thắng cho ông Joe Biden. Ông Trump bị cáo buộc muốn ép ông Pence dùng quyền hạn chủ trì để lật ngược kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Hồ sơ kết luận, khi ông ấy thất cử vào năm 2020, ông ấy tìm cách ở lại Nhà Trắng thông qua những hành vi phạm tội. Trước cáo buộc mới, ông Trump gọi quyết định công bố hồ sơ tòa sơ thẩm trước ngày bầu cử khoảng một tháng, hoàn toàn là hành động can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay, theo News Nation. Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội True Social, ông Trump cho rằng việc thẩm phán Chutkan công khai chi tiết hồ sơ một ngày sau cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng viên phó tổng thống hôm 1 tháng 10 năm 2024 chỉ nhằm che đậy thất bại của ứng viên Đảng Dân Chủ. Số liệu Nielsen ghi nhận có khoảng 43 triệu người đã xem cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất giữa đại diện Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio và đối thủ phía Dân Chủ là Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Khán giả đã xem cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp trên 15 mạng truyền hình khác nhau. Hơn 30 triệu hộ gia đình Mỹ đã theo dõi, với hơn 9 triệu người xem có độ tuổi từ 35 đến 54 và hơn 3 triệu người độ tuổi từ 18 đến 34. Nhóm tuổi xem nhiều nhất là trên 55 tuổi, chiếm khoảng 29 triệu người. Theo khảo sát của đài CBS, 42% số người theo dõi cho rằng ông Vance chiến thắng trong cuộc tranh luận, trong khi ông Walz nhận được 41% sự ủng hộ. Khoảng 17% số người xem cho rằng đây là trận hòa. Thách thức còn tiếp tục bủa vây ông Trump khi vợ của ông, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, đã có những tuyên bố về quyền phá thai, khác hẳn quan điểm của ứng viên Đảng Cộng Hòa. Sự đối lập này cũng ít nhiều gây ảnh hưởng cho ông Trump trên hành trình tranh cử. Bởi lẽ các ứng viên và người bạn đời của mình thường có xu hướng ủng hộ nhau nên sự khác biệt này đã gây nên không nhiều tranh cãi. Đài CNN ngày 3 tháng 10 năm 2024 cho biết, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump mới đây đã đăng tải một video lên mạng xã hội X nhằm khẳng định sự ủng hộ của bà với quyền phá thai của phụ nữ Mỹ. Bà Melania cho biết, tôi là người bảo vệ các nguyên tắc cơ bản, bao gồm quyền tự do cá nhân, không có chỗ cho sự thỏa hiệp khi nói đến quyền thiết yếu mà mọi phụ nữ đều có từ khi sinh ra. Đây là ý nghĩa thực sự của câu nói, cơ thể của tôi, sự lựa chọn của tôi. Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt, vợ của ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump cũng đưa ra quan điểm mạnh mẽ của mình về vấn đề này. Guardian trích dẫn cuốn hồi ký của bà Melania như sau. Hạn chế phụ nữ có quyền lựa chọn chấm dứt thai kỳ trái ý muốn cũng giống như phủ nhận quyền kiểm soát cơ thể của cô ấy. Chúng ta cần đảm bảo phụ nữ có quyền tự chủ, tự đưa ra quyết định sinh nở mà không phải chịu sức ép hay sự can thiệp từ chính quyền. Truyền thông Mỹ cho biết, quan điểm của bà Melania đã làm dư luận xôn xao trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là tới ngày bầu cử. Ngược lại với vợ, cựu Tổng thống Trump là người thường xuyên nói rằng quyết định chọn thẩm phán tòa án tối cao của ông đã mở đường cho việc chấm dứt quyền phá thai trên toàn quốc. Kể từ năm 2022, ít nhất 20 bang tại Mỹ đã đưa ra các hạn chế toàn bộ hoặc một phần, đặc biệt bang Georgia đã cấm hầu hết các ca phá thai trên 6 tuần tuổi. Về phía ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng ông đã thảo luận với vợ về vấn đề phá thai và ủng hộ bà Melania viết ra quan điểm của bản thân. Ông Trump nói với Fox News, chúng tôi đã nói chuyện về vấn đề này, tôi muốn bà ấy nêu lên quan điểm của mình, viết về những gì bà ấy tin tưởng. Melania là một đệ nhất phu nhân, được mọi người yêu mến, tôi có thể khẳng định điều đó. Tôi vẫn nói với mọi người, hãy nghe theo trái tim của mình, dù đôi lúc quan điểm của chúng ta có thể trái ngược nhau. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cũng nhanh chóng đưa ra bình luận về cuốn hồi ký của bà Melania Trump. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris bình luận, thật đáng buồn cho phụ nữ Mỹ khi chồng của bà Melania không đồng tình với bà ấy. Ông Trump là lý do khiến hơn một trong ba phụ nữ Mỹ phải sống dưới lệnh phá thai, đe dọa tới sức khỏe và tự do của họ.
và tại đường đua tranh cử, dù gặp nhiều thách thức mới nhưng ông Trump vẫn không lơ là mà luôn nỗ lực hết mình, đặc biệt là giai đoạn cuối cùng như hiện nay. Được biết, tại bang quan trọng North Carolina, hai ứng viên tổng thống đang có cuộc tranh đua quyết liệt. Tỷ lệ ủng hộ không quá chênh lệch khiến cho dự đoán về ai sẽ giành chiến thắng là một bài toán khó. Theo các kết quả khảo sát mới nhất, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa và bà Kamala Harris đang bám đuổi rất sát tại North Carolina, một trong 7 bang chiến địa trong cuộc bầu cử sắp tới. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn kết quả khảo sát do Đại học High Point công bố ngày 3 tháng 10 năm 2024 công bố cho thấy cả cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ đều nhận được 48% sự ủng hộ từ các cử tri tiềm năng ở bang Đông Nam nước Mỹ này. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò toàn quốc, bà Harris chiếm ưu thế hơn trong số các cử tri đã đăng ký với tỷ lệ 48% ủng hộ, dẫn trước cựu Tổng thống Trump 2 điểm phần trăm. Các vấn đề được cử tri North Carolina quan tâm nhiều nhất bao gồm kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội và quyền nạo phá thai. Trong mùa bầu cử năm nay, North Carolina được đánh giá là một trong 7 bang chiến địa trọng yếu khi nắm tới 16 phiếu đại cử tri, ngang với bang Georgia và chỉ đứng sau bang Pennsylvania, 18 phiếu đại cử tri. Trong giai đoạn cuối của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của bộ đôi Kamala Harris-Tim Walz đang tăng cường nỗ lực thu hút các cử tri nghiêng về Đảng Cộng hòa nhưng chưa quyết định. Một số đảng viên Cộng hòa công khai ủng hộ Phó Tổng thống Harris tới nay gồm các gương mặt đáng chú ý như cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, hai cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney, bang Wyoming và Adam Kinzinger, Illinois, cựu thượng nghị sĩ Jeff Flake, Arizona, cựu Phó Thống đốc Georgia Jeff Duncan. Ngày 3 tháng 10 năm 2024, bà Liz Cheney đã tham gia chiến dịch vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris ở Ripon, bang Wisconsin, địa danh vốn được coi là nơi khai sinh của Đảng Cộng hòa. Bà Harris được cho là sẽ tận dụng màn xuất hiện chung với bà Cheney để thể hiện tinh thần hợp tác lưỡng đảng. Địa điểm tổ chức meeting cũng được xem là một nước đi chiến lược từ phía bà Harris. Thành phố Ripon nằm giữa Madison và Green Bay là nơi tọa lạc của một trường học được chỉ định là di tích lịch sử quốc gia vì đã tổ chức các cuộc họp đầu tiên mở đường thành lập Đảng Cộng hòa vào năm 1854. Vào thời điểm chỉ còn một tháng trước ngày bầu cử, giới quan sát cho rằng Nhà Trắng hiện đang đối mặt với ba thách thức có thể đe dọa hy vọng của Phó Tổng thống Harris. Một là cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài liên quan các động thái quân sự qua lại giữa Israel với Hamas, Hezbollah và Iran. Hai là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc đình công của gần 50.000 công nhân cảng thành viên Hiệp hội Longshoremen Quốc tế ILA tại các cảng ở phía Đông và bờ Vịnh đang chặn dòng xuất nhập khẩu của Mỹ. Ba là áp lực chính trị do bão Helene gây lũ lụt nghiêm trọng khiến 189 người thiệt mạng và nhiều người mất tích ở nhiều địa phương, trong đó có các khu vực của hai bang chiến địa là Georgia và North Carolina. Có thể thấy rằng, ông Trump và đối thủ của mình đều đang gấp rút cho những giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, để có thể tạo ra cách biệt lớn đối với đối phương, cả hai cần có những cố gắng và quyết liệt hơn nữa. Và tình thế cam go này càng khiến cho dư luận không thể rời mắt khỏi những diễn biến của bầu cử Mỹ. Trong màn tranh luận với ông Tim Walz, ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa J.D. Vance từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu ông Trump có thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 hay không. Cụ thể, khi Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đặt câu hỏi trực tiếp rằng liệu ông Donald Trump có thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 hay không, thượng nghị sĩ J.D. Vance đáp: "Tim, tôi tập trung vào tương lai cơ. Bà Kamala Harris có kiểm duyệt cách người Mỹ nói lên suy nghĩ của họ về tình hình dịch COVID-19 vào năm 2020 không?" Ông Walz công kích, đó không phải là một câu trả lời. Khi điều phối viên Nora O'Donnell của đài CBS đặt câu hỏi rằng liệu ông Walz có công nhận kết quả cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 năm 2024 hay không, ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa từ chối trả lời. Ông Walz nói, ông Trump cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 tồn tại một số bất cập. Cá nhân tôi tin rằng chúng ta nên thảo luận và đấu tranh về những vấn đề đó một cách hòa bình và công khai. Trước đó, ông Walz từng nói rằng bản thân sẽ yêu cầu các tiểu bang đệ trình danh sách đại cử tri thay thế lên Quốc hội để tiếp tục thảo luận về những điểm bất thường trong đợt bầu cử 2020. Vào thời điểm Quốc hội họp trong cuộc bầu cử gần đây nhất để xem xét các phiếu đại cử tri, tòa án, quan chức tiểu bang và tối cao pháp viện Mỹ đều đã từ chối xem xét các nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 4 năm trước. Ông Trump cũng đã cảnh báo về một cuộc hỗn loạn nếu ông không thắng cử vào tháng 11 năm 2024.
cả chiến dịch tranh cử của ông Trump và các đồng minh trong Đảng Cộng Hòa đều đang chuẩn bị tâm thế cho viễn cảnh thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Thượng nghị sĩ J.D. Vance của Đảng Cộng Hòa và Thống đốc Minnesota Tim Walz thuộc phe Dân Chủ ngày 1 tháng 10 năm 2024 giờ Mỹ có cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất trên đài CBS trước thềm bầu cử. Trong 90 phút tranh luận tại New York, ông Walz nói nhiều hơn với thời lượng 38 phút 40 giây, trong khi ông Vance phát biểu trong 36 phút 56 giây. Điểm nhấn của buổi tranh luận nằm ở màn đấu khẩu của hai ứng viên về vấn đề nhập cư. Cả hai tranh cãi kịch liệt, bất chấp việc điều phối viên đã tắt mic của họ. Ngoài ra, các vấn đề kinh tế, khủng hoảng khí hậu và chiến sự Trung Đông cũng là những điểm thảo luận nổi bật giữa hai ứng viên. Tính chính danh của cuộc bầu cử và kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 cũng được ông Walz đem ra chất vấn đối thủ. Đây là điểm thu hút hàng đầu trong màn tranh luận kéo dài 90 phút của hai ứng viên. Dù né tránh câu hỏi về thất bại của ông Trump, nhưng phó tướng của hai đảng đã có những tranh luận khá sâu vào các chính sách của ông Trump và bà Harris thời gian vừa qua. Và theo thông tin ghi nhận được sau khi màn tranh luận kết thúc cho thấy, cả khen và chê thì cái tên Donald Trump được nhắc đến hơn 80 lần, gấp đôi số lần mà bà Harris được nhắc đến.